Hello guys, hello humans. I am right now here at Pasikhawm. Pasikhawm ha. Tu kuma ka khabe ho na ngin tin ken. A location why? Ve ban ko nga pe kha. A ki swan nung tu ni. Ha aum na ka te pat. A inu mo wen re na inu mala. A in tu gai I zaron beng college beng to ke su pa na. Jang swan ni tin. Nu le. Mi ken ka tin bang kwe om tai don chmai the mo ke dan dan na yua le. Oi tia ja kha. Hey, like a in tungwa umahi chỉ có như thế na. Đây, a menu nè, tôi toàn lấy hay cùng tôi nha menu này chứ. Tôi nha, khán giả điều khá mua mua, quay gió, chào, chích, phố, chào, chuyển chuyển quay gió. À, đang phát sinh phí mà, sinh phí, đòn cái cung á. Hello, black bean, noodles. Tôi hay là cả ông nào hiền lẽ. Tôi hiền đi, nó buồn thì cứ như vậy. Black bean noodles tại băng lim chỉ đan. Con try đấy. À, chopstick băng steel thì dễ mà chopstick cân rằng thầy lồi rồi đấy. Vậy sao các? Cột lên kéo mà. Chopstick nó đang kém kìa. Black bean noodles cái thật đấy chơi nè. Kapas cần gì khác kìa. Octopus cho đến chẳng là đi vậy. Black bean noodles. Khó lắm. Tôi nhớ khá. Cái first time tôi cũng mà cái first time thì tôi hẹn đi lẽ. Anh nằm ngồi đến khóa. Tôi hẹn đi. Chua. Octopus. Bùa lên thì chính Octopus khóa. Sai về quá anh chính on review sạc cầu. À lìm nha lìm nha sạc kê ra. Anh chính chính Octopus khóa. À má. Lắm cả cái try thang năm môn khóa. Bamboo shoot thì mấy bamboo shoot đã try khai ngã à đang chung mình đang try khai lâu hiếm hiếm như này có second time đi chính à mình lấy tắm hết lâu 180 cho gói octopus đó nát lên 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 bộ và lát chín đi lên bằng kia bộ hello à đến cái cơ sẽ không cú mà làm gì đâu cái bộ này làm gì Octopus still fried Korean style mà. Wow, finally. Kimchi. Sandang. Garlic soy sauce. So we are finally ready to review this octopus. Kina kina when Rin was a chen chen food expert chỉ lấy cái hito anh nói lấy anh review sẽ có chen chen khi anh phải lấy hito mà lại wow mấy khi ông phát thi luôn các bạn phải thay đổi bằng cái áo gì xin best day for the year 2021 lại một tuần nữa à so thì hiện tâm luôn đấy cả octopus pen review bộ ngáo đi à chỉ đàn ông xin xin đàn ông tên tên cao sẽ không con trai gái hay khác garlic garlic soy sauce à mua con tỏi giá trai vô lệ ăn riêng nó đi không cái trai đấy garlic soy sauce tỏi wow ăn lúc bằng chân nào đi mấy mua gầm cái nào mi thuộc qua bằng thật tiếc không bằng cái gì ăn lúc chứ very good thì mấy TVI mua tiếc tập gì bằng hay khác hay là just khá quảng chứ chứ Korean style được không ạ? Còn bây giờ là hôn anh bên ai kia rồi nhìn xuống này như bố là đấy để đi lẽ bằng chỉ là taste ổn đi ạ Spongy thôi kìa nhắn nhau rồi kìa cái phòng hồng pháp bên này thường thường chẳng hay thấy seafood thì ta lại là chứ tôi nghĩ tăng các thịt hôm nay đâu mình chứ seafood bằng chỗ mình bền mà tôi nhớ tôi ta try các thịt wow này thank you so much to Andrew Pasikhawm nó là một trang nào 180 một chốc nguyên táo sang này mình sẽ bảo hai chút hai số này tôi biết rồi now let us leave lầu tổ con trai Vali. So it's garlic sauce.
tuang mana lagi saya sos ni kesan. Kau cameraman dia, kau camera guy dia kau le agi lu kian lu dah no leon drive wa. George, jom, tino, jom. No no nak tahu cuma lah. Sos leh tak tua leh kita sikit. Jiwi mama, mai cak cak hei, lim cak cak kau mai. Kau ingat dah nak bangkina sah si. Lobster ni kita ya, prawn. Mai je tu, bangga. Okay, bangsi ke bangsi jin kau lim nasi tu, kepas tu. Dua lim dapat ni beri beri ya leh. Ina beri. Bangga, George ni mungkin saya. Jauh. Jauh nak cia, bangga lim jauh mah. ฮะสอดพี่ฮะมาไฮฟิตเกมมาว่าจุ้ยไฮฟิตผมเนี่ยผมจักจักยัยจุ้ยจักจักจุ้ยจักจักของไหมอืมไว้ผมอืมไปซื้อของข้าอืมดำกัมบาร์จาร์ไปดำมันโตมาร์ชาค่ะดำกัมบาร์จาร์ที่สวนนวลอยู่ตู้ผ้าโต๊ะเฟบรุยค่ะจุ้ยใจตัวออนไลน์ที่ไฟก่อนเย็นอ่ะ Foodreview bằng con bò sắc dê lửa chín thì bảo mọi người đi. Thank you.